Hồi trưa em đang nấu cơm ở trong nhà, cái nhận được một đơn hàng vừa sáp hoàng về. Ủa, tự nhiên em nhớ sao hổm giờ em đâu có bán gặp khách mà kỳ kỳ đâu, mà sao tự nhiên có cái đơn hoàng về ta? Rồi nghĩ lại trong đầu 5 giây, em nhớ cái đơn này là ông chồng của em nhập lộn nè. Khách á thì ở Long An, mà ổng nhập sao sớm xác lên tới Sài Gòn luôn. Với lại là bạn này mất đi công tác gấp nữa, nên là từ Sài Gòn mình không có chuyển về Long An kịp. Rồi, vậy là mình đã cho cái đơn này hoàng về. Tính cả chuyến đi lẫn chuyến về thì cái đơn của mình đi được 14 ngày nha mọi người. Đánh nguyên một vòng trái đất luôn. Mở thùng dừa sáp ra thì hai trái dừa nó đã đen hết trơn rồi. Cái phần vỏ nó đen thùi lùi luôn rồi nè. Rồi bị nổi mốc nữa. Sau khi mình lột cái phần vỏ ra hết á, thì mọi người có để ý ở trên cái đầu dừa không? Ba cái chấm của nó đen thùi lùi hết trơn luôn. Thường khi dừa sáp mình gửi đi á, tầm khoảng 10 ngày thì nó đã có dấu hiệu hư rồi. Mà sao trái dừa này em lắc kiểm tra thì thấy nó vẫn còn hơi ổn nha. Để em khui ra coi cái cơm dừa bên trong nó làm sao rồi. Trời ơi mọi người thấy gì chưa? Cơm dừa vẫn còn yên nguyên luôn nè. Mà khá là dày luôn. Tại vì đây là hàng loại ngon bên em á. Còn cái phần nước thì nó hơi lỏng lỏng nhẹ rồi mọi người ơi. Để em khui tiếp cái trái thứ hai coi làm sao. Cái trái này á cũng là loại ngon nhưng mà sai chung. Cơm dừa bên trong mọi người cũng thấy rồi đó. Nó bị bấy hơi nhiều rồi. Trái này mình ăn không có được đâu. Tổng kết lại, hai trái dừa đi vòng quanh trái đất trong vòng 14 ngày thì có một trái dừa bị hư nè, còn một trái thì còn yên nguyên luôn. Trái này mình ăn vẫn được nha mọi người. Rồi, nếu như mọi người cần mua dừa sáp á thì nhắn tin cho mình nha.